là địa phương có diện tích trồng rừng lớn, nhưng từ trước đến nay, người dân huyện Tuyên Hóa vẫn phải mua cây giống lâm nghiệp từ nơi khác chuyển đến do trên địa bàn huyện không có vườn ươm. Việc kinh doanh cây giống không được kiểm soát, ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng. Năm 2016, mô hình vườn ươm cây giống Đồng Lê được thành lập. Đây là vườn ươm duy nhất trên địa bàn huyện được công nhận đạt tiêu chuẩn. Vườn ươm cây giống Đồng Lê có địa chỉ tại tiểu khu 1 thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa. Với diện tích 1 hectare, sản xuất các giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây bóng mát với số lượng khoảng 1 triệu cây giống trên một năm. Hiện là vườn ươm duy nhất trên địa bàn huyện được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn. Hiện nay, nhu cầu mua cây giống lâm nghiệp của người dân trên địa bàn huyện đang tăng cao. Việc lựa chọn cơ sở có uy tín, đạt tiêu chuẩn để mua cây giống sẽ giúp bà con trồng rừng có hiệu quả, tránh tình trạng bị thương lái cung cấp các loại giống cây trôi nổi, kém chất lượng. Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn, tuyên truyền vận động khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất cây giống có chất lượng, có nguồn gốc hợp pháp và tham gia sản xuất kinh doanh giống theo chuỗi hành trình nhằm nâng cao giá trị của rừng, đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.